Xin chào các bác nhá. Hiện tại thì Mỹ Linh đang có mặt tại nhà chỗ anh Chứ bốn vợ. Thì các bác cũng biết về cái gia đình của nhà anh Chứ rồi. Hôm nay thì Mỹ Linh cùng với anh Hoàng Hiền thì cũng có vào thăm anh Chứ đây. Thì bây giờ Mỹ Linh đang đứng trước cửa nhà của anh Chứ bốn vợ. Thì các bác hãy cùng Mỹ Linh đi vào trong này để cùng trò chuyện với anh Chứ. Và hôm nay Mỹ Linh cũng mong muốn rằng là cũng muốn là đưa anh Chứ bốn vợ là đi cùng Mỹ Linh đi xuống nhà của Mỹ Linh chơi và ăn sáng gì đó. Và có thể là mua một ít thịt cho anh Chứ để anh Chứ về anh Chứ nấu thịt cho vợ ăn. Tại vì là vợ đang trong chửa trong sắp đẻ rồi. Đấy, phải cần bồi bổ. Đấy. Thì các bác hãy cùng Mỹ Linh vào chỗ nhà anh Chứ bốn vợ đây nhá. Đấy, thì hôm qua thì là chú Thắng ấy, thì là cũng phát quà chỗ nhà lùng xong là chú Thắng đi về luôn. Tại vì chú Thắng rất nhiều việc. Con chó của nhà anh Chứ này ác thật đấy. Con chó này ác quá. Ơ chuẩn bị đi đâu ấy? Để xe trên kia. Thế thế được anh em đi lấy. Đấy. Các bác ạ, thì vào đây thì bây giờ anh Chứ đang điệu con để đi lấy xe. Hôm qua xe là để trên kia. Đấy, do là mưa to quá không đi được. Thế đánh răng rửa mặt chưa? Đánh răng rửa mặt chưa? Chưa. Chưa thì đánh răng rửa mặt luôn đi. Đấy, xong là em với anh cùng đi. Đang nấu cám à? Làm gì ấy? Sao? Có phân gà đây à? Đúng rồi, phải rửa thế mới sạch anh Chứ ạ. Mấy cám của nhà anh Chứ nấu cho lợn đây. Thế thịt treo ấy nhỉ? Mùa này thì không có thịt treo ăn rồi. Hết sạch thịt treo luôn đúng không? Nước giờ là mùa này là thừa ấy nhỉ? Không thiếu là đấy, nước nhà anh Chứ là chảy linh láng. Đúng rồi. Hai đứa nhỏ là đi nhà bà rồi à? Đúng rồi, phải sạch sẽ thế khách vào đỡ phải nhấn phải phân gà. Cái chuối của nhà anh Chứ mọc chuối đấy. Cái chuối nhà anh này anh Chứ bảo là trồng 3-4 năm rồi mãi mà chuối không thấy lên. Lần này thì chuối lên thật rồi nhá. Bây giờ bắt đầu lên chuối đấy. Ui anh Chứ ơi, lợn của anh chạy ra ngoài rồi. Vua à? Từ từ kia. Đúng rồi. Sao đuổi con lợn về. Đấy, con lợn chạy ra ngoài, lợn nhà anh Chứ rồi. Một con. Ông cháy mình mà bao này đó rồi mà. Thế tí nó có không biết về nữa mà. Chỉ sợ là đóng cửa vào là nó không về vào được nữa. Con chó này có chủ đây cái là ngoan luôn. Ấy nước sạch này cứ rửa cho nó sạch sẽ. Đợt nọ là có cái chuồng gà để đấy bẩn lắm các bác. Đấy, bây giờ là bỏ ra là sạch sẽ rồi. Có nó nhiều là rửa. Đúng rồi, rửa liên tục luôn. Mình phải đảm bảo vệ sinh thì các con mình nó mới sức khỏe nó mới khỏe được, không bị ốm yếu. Ngô nhà anh Chứ năm nay tốt không? Vườn này à? Thấy ở đây to lắm nhưng mà ở dưới kia thì ngô ở bà con thế bé quá. Trồng muộn. Xong rồi đá nhiều nữa. Đấy, các bác đi xem. Thu về có nó có thừa không? Thừa biết là đừng nhiều. Đúng rồi. Phải chờ đến lúc thu hoạch đã luôn. Nhưng mà nhìn không tốt thì biết là kiểu gì nó cũng cái bắp ngô. Bắp nó không to không nhiều rồi. Các bác xem chỗ nhà anh Chứ này, toàn đá, quanh nhà toàn đá đây.
không phải đất to mà toàn đá cứ sỏi sỏi nhỏ nhỏ này, làm gì cũng khó. Đấy, chú thì có một đàn lợn trong này. Mấy đứa, ui lợn bây giờ to lớn hết rồi nhở. Sắp bán chưa? Hay đi. Con đấy thì nưa. À còn một con nữa à? Con đâu bán hết rồi đúng không? Con nào bán hết là còn một đôi. À một đôi. Đến nọ là đẻ 9 hay 8 con mà nhở? 7 con. 7 con. Bán 5 con rồi. Mấy con nhá, 1 triệu ấy nhở? Không đếm mà bao giờ lợn rẻ quá. Lợn lại rẻ thôi à? Thế chắc 700 à? 6-700 à? Các bạn có cái thời mà lợn đắt lắm, một con lợn con mà hơn 1 triệu thôi. Bây giờ thì lợn nó xuống giá hơn một chút rồi. Đấy, lợn bản vùng cao, lợn đen vùng cao. Hả? À, trái á? Ừ, không chắc không phải đâu. Cho thêm một ít nước vào. Không phải trái đâu. Đấy, cái nồi cám lợn và nấu xong rồi các bạn. Ăn, đấy, nhà anh chứ có một ít là ngô cho vào ấy. Nhưng nhà khác toàn rau rồi. Cho một ít ngô vào nó mới ngon. À, ít ngô vào thì nó mới bổ lợn ăn mới béo được. Mua bao ngô à? Nó mua một cá này. Cá mà? À để cho nó ăn một tí cho nó béo cho mình bắt đầu cho ăn rau này cái gì? Thế cũng được. Con cá nó làm vào trong vào cái bù vào đó ít. Ừ. Đúng rồi. Ăn mẹ cái bánh cơ. Thế tí xuống đấy em mua thịt cho nó mua về không à, hầm cho vợ ăn. Đấy. Bây giờ anh em đi xuống cái kia xong là đi ăn sáng á. Trước tiên là phải đi ăn sáng. Có chó của anh chứ hơi ác, Mỹ Linh sợ các bạn. Bây giờ Mỹ Linh sẽ cùng với anh chứ là đi xuống huyện. Đấy. Đưa anh chứ đi ăn sáng, cho anh chứ đi Má Pi Lăng chơi để đi xem cái cuộc sống bên ngoài của bà con nó nhiều chỗ hơn để anh chứ biết bà con nó làm kinh tế như nào. Chứ ở nhà nhiều quá thì cũng không làm gì. Đấy, như các bác xem đây thì ngô thì giờ này nó mới răng lên thôi, chắc cần 3 đến 4 tháng mới thu hoạch được. Thế nên là cũng là dẫn anh chứ đi chơi đấy. Nói chung là Mỹ Linh cũng không phải là dẫn anh chứ đi chơi không, mà sẽ giả một ít chi phí cho anh chứ, gọi là tiền đi lại đấy. Cái công ngày hôm đó anh chứ có đi cùng Mỹ Linh đấy. Hiện tại thì Mỹ Linh cũng đang không có người đi làm cùng, thì anh chứ sẽ cùng với Mỹ Linh đi làm đấy. Do Mỹ Linh sẽ giả tiền công cho anh chứ đây. Đấy, các bác nghe qua thì các bác cũng hiểu. Sợ các bác lại hiểu lầm là Mỹ Linh lại đưa anh chứ đi chơi này, xong rồi lại vứt anh chứ về nhà lại xong đấy. Thế như thế không được. Đấy, lúc nãy thì anh Hoàng Hiền thì cũng vào thăm nhà anh chứ đây và cũng tặng quà cho nhà anh chứ rồi. Thì anh Hoàng Hiền thì lại tiếp tục cái quãng đường của anh Hoàng Hiền là đi về dưới Bắc, đi về dưới Hà Giang. Nhưng mà anh sẽ ghé qua Mậu Duệ và anh ăn sáng ở Mậu Duệ. Sáng nay thì Mỹ Linh cũng bảo là ăn sáng, nhưng mà anh Hoàng Hiền thì anh cũng bảo là công việc của anh rất là nhiều nên anh phải đi luôn. Đấy, một lúc nữa các bác hãy cùng với Mỹ Linh và anh chứ đi ăn sáng ở dưới Mèo Vạc nhá. Đấy, anh chứ lấy xe đến rồi. Đấy, bây giờ anh em đi xuống huyện nhá. Đi xuống huyện ăn sáng ấy. Sau đó là đi du lịch sau đấy các bạn. Hôm nay mình sẽ cho anh chứ bốn vợ đi du lịch trải nghiệm vùng cao nguyên đá. Như anh chứ đây là còn chưa đi đến Má Pi Lèng cơ, còn không biết Má Pi Lèng là ở đâu các bạn. Nhà ngay Mèo Vàng có các điểm du lịch nổi tiếng à. Ấy, nhà anh chứ mình đi kìa. Ấy, có một cô rất xinh gái. Úi xời ơi, xinh gái chưa? Úi xời ơi.
bị chắc là bị bệnh. Đấy anh chưa ăn phở gà nhá. Thanh cay nhá. Phở gà, phở gà. Còn món ngon này. Đấy, con phở nổi tiếng nhất Mèo Vàng ấy, ngày bán là 4-500 bát. Ờ thế thì cho cả anh chú đây cả lợn gà. Còn em, nguyên em là lợn thôi. Tổng bao nhiêu bát? 4 bát rồi, 3 lợn, 1 bát gà. Nhưng bát em ít bánh thôi nha. Ừ, ít bánh. Bát lợn ít bánh. 5 bát. Khi ăn nguyên gà. Nguyên gà. Cô ơi ăn nguyên gà cô. Bác xem ở vùng cao rẻ hơn ở vùng dưới luôn, nhưng mà gọi là nhiều ăn không bao giờ hết. Quán ở ngày tiêu thụ 4-500 bát không là gì cả. Những chị chủ thì xinh gái nữa, mai lên xem kênh YouTube là có mặt chị chủ ấy, cả bà đấy. Ok, thank you. Bát của lợn này quá đặc sắc các bạn. Đấy, các bác xem lợn vùng cao ba chỉ quá ngon, up lên. Ăn đi nhá, chú ăn đi nhá. Thế ăn no chưa anh chứ? Nó tròn đâu? No rồi. No rồi. Ăn phở đây cảm nhận như thế nào? Ngon không? Ngon á. Đấy, từ gà đó, gà bản, lợn bản đó. Ăn nó quá tuyệt vời luôn. Đấy. Lần sau anh em mình cứ đi ăn đều nhỉ. Từ trên nhà anh xuống đây cũng gần không mà đúng không? Không có tiền. Không có tiền á? Không có tiền. Ăn bốn nào cái kiểu. Tiền đây khác có, không thiếu. Đấy. Thế bây giờ anh em mình bắt đầu đi nhá. Ừ, ok. Đấy chờ đi giả tiền ạ.